Qua Tâm mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Ở đây là 30 phần cơm. Tổng cộng chi phí là 500 ngàn. Qua Tâm nấu ăn ở nhà và nấu cho bà con nghèo ở xung quanh thành phố Trà Vinh. Đây là trích từ số tiền của cô Huệ Anh, con gái tiệm thuốc Bắc Quê Cường. Thì tính đến ngày hôm nay 24 tháng 3 năm 2022, Qua Tâm đã trao tất cả tiền của quý mạnh thường quân gửi bà con nghèo, chỉ còn giữ lại vỏn vẹn là 500 ngàn của cô Huệ Anh. Chưa đi chưa biết ơn.
Bữa hổm là chị livestream ở Vĩnh Châu là quay cái cảnh gì? Người ta thu hoạch hành á. Ừ. Cái này lúa. Này là phơi phải không? Phơi lúa. Nhưng mà đều phơi phơi hơi hơi hay là phơi dốt rồi chứ. Phơi dốt dốt phải không? Phơi dốt là đầu là bán rồi đó, chứ này đầu là bán. Đặng ta sấy chứ đâu có phải mà phơi khô hẳn luôn. Đó coi kìa, coi cái đấu nè. Chỗ này người ta lấy cái đấu á. Vô cái bào. Vui ha.